Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá từ game đầu tiên nha. Forest Mother, see you here. Play, ok. Let's go. Một chiếc máy ảnh, ok. Xin nghe đây rồi. Đang gọi cái gì? Rồi, sau đó thì mình sẽ đi lại xem. Ok. Còn một bức ảnh nữa là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ 1. Sau đó thì sẽ chuyển sang nhiệm vụ 2. Nó đang tiến lại gần đây rồi. Và mình sẽ xem ngôi nhà đang ở đâu. Ok. Chuyển luôn. Trước mắt thì mình sẽ chạy vào trong ngôi nhà này đã. Sau đó thì tính sau. Vật của ra đây. Ở đây là một cánh cửa sẽ mở ra. Và các bạn sẽ phải đi qua cánh cửa này sang một nơi khác. Và tiếp tục xử lý và làm tiếp nhiệm vụ tiếp theo. Đúng rồi nào. Oh my god. Wow. Biết thế thì mình sẽ đi ngược lại thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng nếu mà đi ngược lại thì nó sẽ rất là dài. So ok. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái thứ hai. Scary teacher vào đây. Ok, let's go. Shut the fire. Sau đến mùa Giáng sinh rồi, các bạn có thể download những tựa game Giáng sinh rất hay và ý nghĩa để các bạn chơi. Hầu như những tất cả những tựa game đều có những tiết mục Giáng sinh rất là hay. Và tựa game này thì chắc là một vài ngày tới thì sẽ có một vài clip Giáng sinh và nhiệm vụ Giáng sinh. Chop chop. Yes. I'm a neck. Đây là một game trôn giáo viên cũng rất là hay.
rồi, và mình sẽ vào trong cái kho này xem như thế nào. Ở đây có một cái bình, bình ga, ok. Bà ta chuẩn bị thi cuộc thi Mitty. Bây giờ thì mình sẽ trôi. Bà ta nhảy cả ngốc luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng thứ ba, Berry Run. Sau thì chúng ta tăng mạnh. Bốn máu luôn.
thắng rồi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Bendy, Benny Zomiji. Let's go. Set the one. Moving Richard. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Okay. Và các bạn sẽ phải tìm 6 món đồ ở những bức tranh này và đặt vào 6 cái trụ. Món đồ đầu tiên, một cái cờ lê. Một cái bánh răng cưa. Món thứ hai, thứ ba, một chú Bendy màu đen. Món thứ tư, một túi sách. Món thứ năm, ok. Trong món cuối cùng thì sẽ ở trong sâu đây. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Đây rồi. Okay, that's all of them. Ok, mình sẽ dập cầu dao ở đây tiếp. Ready. Okay.
đây có một bước chân, những bước chân này của con Bendy rất là kinh khủng. Wow, một cái quái vật. Ok, chạy thôi, để xử lý làm. Cái cửa đây đã bị lấp rồi. Oh my god. Tiếp tục đi sang bên nào. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Pookie game. Ok. Skip. Ở đây thì mình được thêm một cái gì đây? Một cống nhỏ nhìn ban đêm. Xin hiểu đứng ngay cạnh. Wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Let's go. Big guy. Poke 2. Wow. Ok, vẫn chưa có trận mới, mình sẽ vào tiếp xem. Rồi. Chạy luôn. Thôi mình phải chạy đường này thôi. Cúi xuống nào. Ok. Pika đi rồi. Mình sẽ đây tìm xem có cái gì không.
Các bạn vừa cầm có một chiếc búa thì các bạn với đi được đường đó. Chiếc khóa đỏ ở đây chưa mở ra. Không biết anh chàng này cầm cái gì. Mình sẽ xuống cầm chiếc chìa khóa màu đỏ này. Không phải, màu đỏ, ai đang cầm rồi. Người sau bà Vika này, bà muốn đeo mình vậy. Bà ta làm sao leo được mình. Rất máu chiến luôn, leo mình từ đầu đến cuối luôn. Vẫn còn đòi leo mình tiếp này các bạn ơi. Không hiểu sao bạn này máu chiến vậy. Đó, ok, rồi. Và mình sẽ chuyển tiếp sang cái game tiếp theo. Evin Du. Let's go. Evin luôn. Đây là một tựa game nói về một bà sơ. Bà ta thờ quỷ Satan, sau đó thì đã bị những con ma, những con quỷ nhập vào người bà ta. Và nhìn bà ta rất là kinh hãi. Ở trong này thì các bạn đã bị lạc vào trong ngôi nhà của bà ta. Và bây giờ các bạn phải tìm cách để thoát khỏi bà ta. Oh my gosh. Mong sao mà ta không biết, không để ý mình. Ở đây các bạn nhảy xuống là các bạn sẽ chết ngay. Dưới nhà của ta những cái gai rất là nhọn. Một đoạn dây. Bà sơ tốt bụng. Ở đây thì còn mỗi bà này không tốt bụng. Wow. Oh my god, đang định nhảy ra thì không kịp. Wow, sợ thật. Oh my god. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game Fall. Let's go. Wow, cái này đang bị lag. Mình sẽ vào lại xem. Ok.
Oh my gosh. What? Usotsuki. Oh man. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.